Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy cả nhá. Đầu tiên thì em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi Di động Minh Huy và bây giờ là dịp cuối năm quý anh chị ạ, cũng là sắp Tết rồi. Hôm nay là ngày 22, ngày mai thì đưa ông công táo lên trời rồi. Thì em chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống quý anh chị nha. Và tiếp tục thì em xin phép đưa đến quý anh chị những sản phẩm với mức giá cực kỳ hợp lý. Hôm nay là ngày cuối năm thì thật ra 1-2 ngày nữa thôi là vận chuyển người ta nghỉ rồi. Nên là quý anh chị lưu ý giúp em nhé, vận chuyển vẫn gửi hàng đấy ạ, nhưng mà để mà nhận hàng gửi đi ấy thì khoảng 2-3 ngày nữa thì người ta sẽ ngừng và người ta sẽ là yêu cầu là chỉ là chuyện hàng còn thôi, có nghĩa là hàng đang chạy thì sẽ là được giao thôi, đến tận sát Tết cơ. Nhưng mà ấy, em sẽ đến gọi là trong ngày mai thôi, chắc là shop em sẽ nghỉ rồi. Tại vì sao, em sẽ cố gắng đưa đến những đơn hàng hoàn thiện nhất cho quý anh chị. Hôm nay thì nói thật với quý anh chị là em đóng hàng xong rất là muộn và bây giờ thì em mới kịp quay video thật là nhanh để mà lên cho quý anh chị những sản phẩm với mức giá hợp lý nữa mà em đang còn nhá. Cuối năm thì cũng không nhập thêm hàng đâu, nhưng mà hàng em còn rất nhiều quý anh chị ạ. Và đặc biệt là nốt FE em đang còn gần 100 chiếc. Hiện tại thì em vẫn chưa lên nốt FE, tại vì thật ra thì hàng về còn phải phân loại các thứ nữa, rất là nhiều công đoạn quý anh chị nhé. Nên là em chưa lên, tại vì nốt FE thì hàng zin lệch, hàng ép kính giá rất nhiều. Đấy, lệch tận chục phần trăm cơ. Nên là em sẽ là em đệ riêng quý anh chị nhé. Và quý anh chị nhớ là săn đón nốt FE thì sắp tới nhá, em sẽ có báo rõ tình trạng quý anh chị luôn. Thì đây, đây có một con nốt tạ S8 này. Đây là Samsung Galaxy S8 Plus đang được cập nhật phần mềm quý anh chị nhé. Đấy, nói chung là Samsung rất là chỉn chu nhá. 1 tháng 4 2021 này. Đấy thì con này thì sẽ có màn hình của nó là bao nhiêu ạ? Màn hình của nó thì cũng rất là đẹp, không ám ố, không phân màu gì cả, nhưng mà bị đốm ở đây anh chị nhá. Giá thì rất là rẻ, rẻ hơn bình thường khoảng được 1 triệu đồng, nó rơi vào khoảng là tầm 2 triệu thôi là quý anh chị đã được một con Samsung Galaxy S8 Plus rồi. Email là 9490, có một con duy nhất thôi. Màn hình 6 inch 2 khá là rộng rãi quý anh chị nhá. Và con này thì cam cụm các thứ đều full hết, chức năng ok la hết quý anh chị nhá. Máy móc thì mượt mà, dùng không gì để bàn cả. Cái đốm này thì cũng không ảnh hưởng gì đến cảm ứng cũng như là khả năng sử dụng bình thường. Mình lấy về chụp ảnh, quay video hay dùng bình thường rất là thoải mái quý anh chị nhá. Máy móc thì dùng mượt mà quý anh chị ạ. Dòng S và dòng Note thì không có gì để bàn nữa rồi. Máy là một sim nhá, có cảm biến mống mắt phía trước này. Đấy, có camera phía trước, mống mắt phía trước, camera phía sau, vân tay một chạm ở đây. Mọi thứ đều sắc nét, giá là 2 triệu đồng, tặng sạc cáp nhanh cho quý anh chị và miễn phí ship toàn quốc quý anh chị nhá. Rồi, tech này thì em sẽ tri ân vừa tặng phụ kiện lại vừa miễn ship quý anh chị nhá, nên quý anh chị cứ yên tâm, không lo bị mất quyền lợi đâu ạ. Tiếp tục nữa này là một con S22, con này thì S22 phiên bản 5G quý anh chị nhá. Lưng thì còn rất đẹp quý anh chị ạ, mặt lưng rất đẹp nhá. Phần camera, kính camera cũng rất đẹp quý anh chị ạ, kính camera rất đẹp. Nhưng mà bên ngoài cũng có những cái xước sát này, những cái xước sát bên ngoài thì thật ra cũng hơi khó tránh một chút. Mình về mình dùng ốp thì vẫn bình thường thoải mái quý anh chị nhé, hoặc để cái này dùng luôn cũng được. S22 thì có một con chip rất là mạnh mẽ, đó là con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Cực kỳ mạnh mẽ nhá, con này màn hình rất đẹp, không ám ố gì cả nhà nhá, rất đẹp luôn. Và tần số quét màn hình đấy 120Hz quý anh chị ạ. Chạy con chip Snap 8 Gen 1, giá con này là 8 triệu 3 thôi, email là 3540. Tặng sạc cáp nhanh nha quý anh chị này. Và miễn ship toàn quốc nhá, RAM 8 bộ nhớ 256, màn hình 6 inch 1. Tần số quét màn hình cao 120Hz quý anh chị ạ. Vân tay thì một chạm, vân tay trong màn hình một chạm nhá. Thật ra thì vân tay này cũng không biết là của em hay là của bạn test máy, em nghĩ là xác suất cao của bạn test máy thôi, còn vân tay một chạm là lên rồi, rất là nhạy. Màn hình thì thiết kế nó bo đều các góc quý anh chị nhá, và nhìn một cái màn hình rất là hài hòa và ok la nhá. Con này email là 3540, giá là 8 triệu 3 này. S22 tiếp tục với S22 này, em còn hai con nữa cả nhà nhá. S22 thì có một con đẹp hơn những con khác một chút, nhưng con này là con siêu lưng nhá, con này giá 8 triệu rưỡi thôi. Tất nhiên là nó cũng tương đối quý anh chị nhá, máy cũ đẹp thì cũng còn đẹp nhưng mà đẹp tương đối. Như con này này, mấy con này là máy zin đét quý anh chị nhá, máy zin đét luôn, khung viền em cho quý anh chị xem nhá. Con bên tay phải sẽ là giá là 8 triệu rưỡi, còn con bên tay trái là 8 triệu 3. Tổng quan máy thì cũng có những cái xước sát theo thời gian thôi, nhưng mà em đánh giá là rất là ok nha. Cam chính 50 chấm, một cảm biến 12 chấm và một cảm biến 10 chấm nữa. Cảm biến chính 50 chấm thì giúp quý anh chị quay video tốt hơn, cũng như là các cái chức năng rất là thoải mái. Chip Snap 8 Gen 1 thì không có game nào để bàn cãi nữa cả đúng không quý anh chị. Bộ nhớ thì hào phóng 256GB, thì cũng là một cái bộ nhớ rất là lớn cho quý anh chị nhá. Dòng S22 mức giá cực kỳ hấp dẫn quý anh chị ạ. Thiết kế rất là đẹp, riêng quan điểm cá nhân của em Huy thì thấy thiết kế S22 rất đẹp quý anh chị nha. Khung viền thì cảm giác rất là vuông vức, cầm chắc chắn. Ngoài ra thì hai mặt kính được làm phẳng này, tăng thêm cái độ sang trọng nhá. Mặt lưng thì làm kính nhám, làm giảm cái khả năng báo vân tay, giúp cho mình cầm nó chắc chắn hơn, cũng như là không bị bận nhá, không bị bận do cái vân tay mình để làm bận này. Và màn hình tần số quét cao 120Hz rất là mượt mà. Để xem camera con này quay đến bao nhiêu chấm nhá. Đây, quay video đi, cấm cài đặt này. Thì sẽ đến là video này, cài đặt. Và chọn video nhá, sẽ có các cái, đâu rồi nhỉ? Đây, video đây, sẽ bấm vào đây này.
sẽ có các tùy chọn nhé. Đây là 8K nhé, 8K 24fps quý anh chị ạ. Này, quay rất là sắc nét quý anh chị nhé. Nói chung là không có gì để bàn. Nhưng mà mình không nên quay 8K làm gì cả. Bình thường mình quay Full HD 60fps hoặc là UHD là quá là tuyệt vời rồi quý anh chị nhé. Đây, Full HD 60fps sẽ có chống rung nhá. Đấy, sẽ có chống rung này, quý anh chị thấy chưa? Nó sẽ là có chống rung nhá, chống rung, chống lắc lư đấy ạ. Đấy, quý anh chị thấy là bên ngoài ổn định hơn cái việc lắc lư của máy rất nhiều. Đấy, cam cũng rất là ngon nhá. Những dòng này cam thì nó cực kỳ tốt rồi. Giá là 8 triệu 3 nhá, email là 3540, RAM 8 bộ nhớ 256. Thoải mái dùng luôn, free ship toàn quốc quý anh chị nhá. Tiếp tục nữa là một con S10e này, con này email là không biết nhưng mà có đúng một con thôi. Con này tình trạng như sau này, máy thì máy móc ok nhá, cam kết bên zin mình màn zin cho quý anh chị. Dán lại cái lưng thôi, lưng dán nhưng mà rất là khít nhá quý anh chị nhá. Là lưng dán này. Quý anh chị xem ạ. Đấy, lưng dán cũng khít chứ không phải là hở đâu. Đấy, nhưng mà em báo cho quý anh chị một cách để quý anh chị thoải mái biết nhá. Dán bằng tép xịn đàng hoàng. Khung viền thì cũng còn tương đối nhá, có sức nhẹ nhẹ thời gian thôi. RAM 6 bộ nhớ 128. Con này giá là rơi vào khoảng là 3 triệu 3 thôi quý anh chị ạ. Giá rất rẻ nhá. Con này mà bạn hai sim thì hàng chính hãng Việt Nam, rẻ như là bạn Hàn quý anh chị nhá. Đây cho quý anh chị xem này, SME này, email con này là 6705 nhá. Có một con thôi quý anh chị ạ. Bảo SME biết ngay. Màn hình thì đẹp không ồ ám, không phân màu gì nhá. Quay kỹ cho quý anh chị thấy này. Màn hình đẹp không ồ ám, không phân màu gì. Đấy, mà đẹp nhá, không ồ ám, không phân màu gì. Kính thì có xước lông mèo nhẹ nhá, có xước lông mèo nhẹ, giá thì rẻ thôi, là 3 triệu 3 thôi, SME. Có một con quý anh chị ạ, em dùng con này rất thích nhá. Từ khi em dùng con xin nói thật với quý anh chị là trước em dùng Samsung A6, em chuyển qua con SME em dùng nó mượt cực kỳ luôn cả nhà, thấy khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, nhưng mà quý anh chị nâng cấp mà nâng cấp lên con này thì cũng là một cái bước nhảy vọt nó tốt đấy ạ. Và RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ là 128GB, giúp quý anh chị thoải mái là sử dụng cũng như lưu trữ nhá. Pin thì nó ở mức là vừa phải thôi, nếu mà quý anh chị dùng quá nhiều thì không nên chọn con máy này, tại vì pin nó ở mức là vừa phải. Như em dùng thì vẫn được một ngày vô tư, tại vì em dùng không có nhiều, pin 3100 quý anh chị nhá. Còn quý anh chị mà dùng nặng, tác vụ nặng các thứ thì hoặc là dùng liên tục ngày nhiều tiếng thì có thể là dùng chiếc khác nhá. Con này cũng có sạc nhanh, rất là ok. Giá là 3 triệu 3, hàng chính hãng Việt Nam. Tiếp tục nữa có một con S9 hàng chính hãng Việt Nam luôn quý anh chị ạ. Đây là con iPhone X này. iPhone X thì con này giá để cho quý anh chị là 4 triệu 8. Tất cả máy em bán hôm nay đều tặng sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc quý anh chị nhé. 4 triệu 8. Con này thì máy móc thì ok la luôn quý anh chị nha. Màn zin này, lưng zin, vỏ zin, nói chung là máy móc ok la. Tru tông các thứ đầy đủ hết nhá. Pin còn 86%. Con này hết pin em chưa sạc rồi. Nhưng là máy móc ok la hết, quý anh chị cần test thêm thì nhắn em. Em sẽ gọi là gửi cho quý anh chị cái video test chi tiết con này luôn cho quý anh chị. Giá là 4 triệu 8 thôi, hôm nay lên video bớt 100 nghìn là 4 triệu 7 cho quý anh chị nhá. Ship COD toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Quý anh chị nhớ là đặt hàng sớm giúp em Huy nhá, tại vì vận chuyển còn một vài ngày nữa thôi là người ta đã nghỉ vận chuyển rồi. Đây là BlackBerry K2 này. BlackBerry K2 thì bán cho anh chị nào đam mê nhá. Anh chị nào đam mê thì có thể liên lạc với em. Nói thật với quý anh chị là giá nó đắt hơn iPhone X, nên là quý anh chị nếu mà mình thấy phù hợp thì mình mua nhá cả nhà nhá. Còn cái này nó không dành cho số đông. Con này thì được cái là màn hình còn đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Phím thì dùng đầy đủ chức năng nhá. Phím này, dùng vuốt, tất cả chức năng bình thường, vân tay thì nhạy, mọi thứ đều ok nhá. Khung viền thì về các bạn em thấy còn tương đối đẹp. Dòng này thì được cái là chụp ảnh nó cũng ở mức là chấp nhận được thôi, chứ không phải là thực sự ngon. Con này chụp ảnh nó đẹp bằng những con máy khoảng 2 triệu bình thường thôi. Đấy, thì cũng không thực sự đặc biệt, nhưng mà được cái nó thiết kế đẹp, độc lạ. Quý anh chị mà thích con này từ lâu, thiết kế đẹp các thứ thì nó sẽ liên hệ hệ em Huy nhá. Con này thì giá đem để cho quý anh chị là mức giá là tham khảo là hơn 5 triệu. Đấy. Thực tế đánh hội thì sẽ bán tầm hơn 6 triệu. Em sẽ để cho quý anh chị mức giá hơn 5 triệu nhá. Quý anh chị nào hữu duyên thì anh em mình gặp nhau. Con này chạy 2 sim 2 sóng, RAM 6 bộ nhớ 64, chạy con chip Qualcomm 660 thì phải. Đây có con chip ngay đây cho quý anh chị xem nhá. Chạy Qualcomm 660. Đấy, máy móc cũng gọi là tương đối là mượt mà trong những tác vụ cơ bản. Còn nói về chơi game cũng các thứ thì hơi khó, tại vì nó chạy chip 660 thôi. Con này nó đắt ở chỗ là nó chất theo kiểu là chất lượng theo kiểu là đặc trưng đặc biệt đấy quý anh chị ạ. Những anh chị mà thích gọi là đặc biệt và chất lượng, thể hiện cái tôi, cái cá nhân thì nên dùng những con này, rất là hay và thú vị. Nó như những con vừa tu các thứ ấy quý anh chị, nó là phân khúc cao cấp kiểu khác, chứ nó không phải là những sản phẩm bình thường như quý anh chị thấy, nên là mình không so sánh quý anh chị nhá. Mình không hiểu vấn đề thì mình cũng nên là ở mức độ của mình, có nghĩa là quý anh chị nếu mà mình thích con này chụp ảnh không đẹp bằng Note 8, mình có thể mua Note 8 với mức giá rẻ hơn. Đấy. Em nói đơn giản thế, hoặc Note 9 pin trong hơn, giá rẻ hơn, ok là. Hoặc là Note 10 thiết kế đẹp hơn, tùy góc nhìn của mỗi người nhá. Nên là quý anh chị cứ hoan hỷ nha. Con này giá 1 triệu 9 này, Note 8 email là 0220. 1 triệu 9 là con Note 8 này quý anh chị ạ. Lưng này còn rất đẹp nhá cả nhá. Cam cũng ok là luôn. Chức năng thì full chạm đầy đủ hết, không có lỗi lầm gì quý anh chị nha. Và quý anh chị cứ yên tâm là dùng con này thì rất là thoải mái quý anh chị nha. Đấy, rất là thoải mái luôn quý anh chị ạ. Và quý anh chị cứ yên tâm. Màn hình con này thì cũng
có ám, có đốm như hình quý anh chị nhé. Nói chung là những cái đốm này thì quý anh chị hỏi có loang không thì nói thật với quý anh chị luôn là em để cái này thì nó cũng định hình lâu rồi, nó không có loang. Đấy, nhưng mà quý anh chị dùng cũng hạn chế một chút là hạn chế tì đè các thứ quý anh chị nhé, hạn chế cái tì đè để mình dùng được nó bền hơn quý anh chị nhé. Em để quý anh chị là 1,9 triệu thì hôm nay bớt còn 1,8 triệu thôi. Đấy, đốm càng to thì càng nguy hiểm quý anh chị nhé, đốm càng to càng dễ hỏng mà, nên là em chia sẻ với quý anh chị đấy luôn. Và những cái đốm bé li ti thì nó ấy hơn, nhưng mà tất nhiên là mình đã mua những con máy với mức giá rẻ thì mình sẽ có những cái rủi ro nhất định rồi quý anh chị nhé. Đấy là em chia sẻ tặng ốp lưng này, tặng sạc cáp nhanh và miễn phí ship nhé, giá 1,8 triệu cho con Note 8 này quý anh chị nhé. Những quý anh chị mà có muốn mua về làm máy phụ hoặc là mua gì đấy thì nên mua nhé, còn nếu mà góp mãi với một con máy ấy thì nên mua một con máy lành với mức giá rẻ hơn quý anh chị nhé. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu quý anh chị một sản phẩm có tên là Samsung Galaxy S10 Plus quý anh chị nhé. Đây là máy phiên bản Nhật quý anh chị ạ. Thật ra các thị trường thì có những con chip khác nhau, nhưng là thường thường ấy, những dòng 10 Plus này thì S10 Plus sẽ có là ở thị trường Nhật này, vào Mỹ và Hồng Kông sẽ là chip Snapdragon quý anh chị nhé. Con này chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855. Nói chung là màn mụn còn đẹp quý anh chị nhé. Email là 44141. Con này thì là S10 Plus nhá, RAM 8 bộ nhớ 128 này, cam sao cam chính 16.2 cặp biến 12. Khung viền thì em đánh giá là còn tương đối đẹp, máy cũ em thu khách thì thế này nó cũng còn là đẹp rồi quý anh chị nhá. Màn hình thì cũng còn gọi là đẹp đấy, cảm giác không ám ố gì quý anh chị nhá. Màn hình thế này là màn hình đẹp rồi quý anh chị ạ. Màn hình đẹp không ố ám gì. Con này em để quý anh chị là giá là 4,9 triệu quý anh chị nhá, 4,9 triệu. Tất nhiên máy thì cũ thì cũng có những cái vết xước bé bé thời gian thôi, nhưng mà em đánh giá cũng khá là ok nhá. Con này là RAM 8 bộ nhớ 128 này. Máy móc thì ok la, dùng mượt mà quý anh chị nhá. S10 Plus email là 44141 nha. Bạn Nhật thì thật ra ấy, bạn Nhật sẽ có một cái nhược điểm đó là áp rác hơi nhiều. Đấy, áp rác này thì thật ra mình xóa thôi. Mình xóa đi thì quý anh chị mở máy lên thì quý anh chị cứ xóa đi nhá, xóa hết là ok. Đấy là hết cái nhược điểm này luôn quý anh chị nha. Còn lại thì mọi chức năng đều hoạt động bình thường nhá. Gỡ cài đặt này, gỡ được gần hết quý anh chị nhá. Nói chung là gỡ cài đặt được nhiều lắm. Cái nào không gỡ thì xóa được chưa ạ? Đấy, nói chung là xóa đi. Đấy thì nó sẽ rất là gọn thôi. Đấy, một chút áp rác thôi, còn lại ok nhá. Chip Snap 855 thì giúp quý anh chị chiến game ngon hơn này, dùng mượt mà hơn. 4,9 triệu tặng sạc cáp nhanh cho quý anh chị và miễn phí ship toàn quốc quý anh chị nha. Máy móc thì ngon lành quý anh chị ạ. S10 Plus nha. Phiên bản chính hãng đến từ thị trường Nhật Bản nha. Nhật Bản thì nói thật với quý anh chị là nó động đất sóng thần suốt, nên là người ta sẽ có những cái tiêu chuẩn nó cũng cao hơn Việt Nam một chút đi ạ. Những cái máy xách tay bản Nhật, bản Mỹ, bản Hàn, nhất là bản Hàn đến Nhật, những cái máy đấy ở những thị trường khó tính đấy, nếu mà hàng zin chuẩn thì về dùng rất là bền, không lo hao hư hỏng gì đâu quý anh chị nha. Quý anh chị cũng sẽ biết thôi, quý anh chị thì nhiều anh chị cũng đã biết rồi cái đấy tại sao lại thế rồi. Tại vì thị trường Việt Nam ấy là những thị trường của đất nước đang phát triển quý anh chị ạ, nước mình đang phát triển thì người ta nhiều khi là những cái hàng, những cái linh kiện mà để đánh đến những thị trường cao hơn thì nó phải hoàn thiện cao cấp hơn. Những cái ở thị trường Việt Nam thì có thể là tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị hạ thấp xuống một chút. Với lại nữa là người Việt thì quý anh chị biết rồi ạ, đa số người Việt mình nói thật luôn là ít chỉnh chu lắm, không kỹ tính, không chỉnh chu đâu, nên là làm việc nhiều khi cũng khó thành. Đấy, như con này thì là con S9 này, hàng chính hãng đến từ thị trường Việt Nam quý anh chị nhá. Máy móc thì ok, 2 SIM 2 sóng, lưng còn tương đối đẹp này, có sức lông mèo nhẹ một chút ở đây thôi. RAM 4/64, màn hình 5.8 inch. Giá con này là 3,1 triệu quý anh chị nhá. Khung viền em đánh giá là cũng còn tương đối là đẹp, máy cũ nhưng mà màn hình thì trong vắt quý anh chị ạ. Android thì chạy Android rất là thấp nhé, con này Android đang chạy Android 8, Android 9 như thế đấy thôi. Nói chung là Android thấp quý anh chị ạ. Màn hình thì đẹp không ngồi ám gì, máy móc là mượt mà, hàng chính hãng, 2 SIM 2 sóng quý anh chị nhé, rất là bền bỉ cho quý anh chị. Bảo hành 3 tháng, lỗ độ 10 ngày, tất cả cho quý anh chị nha. Con này thì pin là 3000 mAh nhé, màn hình cong rất đẹp này. S9 mà quý anh chị không thích thì có thể mua S10e nhé, lệch có 200.000 thôi. Đấy, máy thì được cái em báo rất là chuẩn cho quý anh chị nha. Đây là S9, giá là 3,1 triệu thôi, RAM 4/64, hàng chính hãng, 2 SIM 2 sóng. Nè, những con máy đốm nào xem thử là còn con đây là Samsung Galaxy Note 8 quý chị nhé, con này 2,5 triệu này, lưng còn tương đối đẹp nhé. Khung viền thì em đánh giá cũng còn tương đối là ok. Màn hình con này thì đây cùng quý chị xem này, màn hình con này thì nó bị ám hồng, nói chung là ám hồng theo kiểu là hồng đều nên là cũng khá là dễ nhìn quý chị nhé. Hồng đều này cũng khá là dễ nhìn, nói chung là cũng ok la nhé. Con này em để quý chị là 2,5 triệu thôi, hôm nay em giảm giá đấy ạ, 2,5 triệu thôi. Đấy, để cho quý chị nhé, có ám có lưu nhẹ, không phải nhẹ nhưng mà nó đều, nó rất đều, làm cho mình dùng nó rất là thoải mái quý anh chị nhé, cũng không ảnh hưởng mấy khả năng sử dụng cả. Giá 2,5 triệu thôi, email là 1977 quý anh chị nhé. RAM 6/64, vân tay, bóng mắt, các chức năng đều đầy đủ hết nhé. Camera vẫn là ngon, cam sau vẫn rất là sắc nét quý anh chị nhé. Đây cam sau này, đấy, góc hẹp góc rộng nhé, rất là sắc nét. Cam trước cam sau ok, quay phim chụp ảnh thì ngon. Con này loa thoại các thứ đều ok hết nhé, bên em đã test full rồi. Giá để quý anh chị là 2,5 triệu, tặng sạc cáp nhanh và miễn ship toàn quốc quý anh chị nhé. Tiếp tục nữa nào, đến với sản phẩm
Samsung nhảy Note 8 nữa đi. Xin phép quý anh chị em giới thiệu nốt mấy con Note 8 nhé. Con này là 2 triệu 3 này. Lưng thì còn tương đối đẹp quý anh chị nhé. Lưng còn đẹp. Con này lau là sạch thôi cả nhà nhé. Một chút vết mực thôi. 2 triệu 3 khung viền còn đẹp này. Đấy, khung viền còn rất đẹp nhé. Đẹp thế này là cũng gần là đẹp keng rồi. Màn hình con này thì đây, cho quý anh chị xem nhé, màn hình có ám có lưu như hình quý anh chị nhá, còn không bị đốm. 2 triệu 3 cũng là một mức giá hợp lý cho một con Note 8 như này quý anh chị nhá. Email là 8057 RAM 6 bộ nhớ 64, miễn phí ship series toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán quý anh chị nhá. Tất nhiên là cuối năm thì vận chuyển nó cũng chậm chạp hơn thì mình nhiều khi cũng thông cảm cho nhau một chút, và quý anh chị đặt hàng thì nhớ là chắc chắn giúp em Huy nhá, tại vì thật ra thì cuối năm đặt hàng không may hoàn về các thứ thì rất là mệt mỏi quý anh chị ạ. Quý anh chị cũng là người hiểu rõ thôi, vấn đề là như thế. Con này là giá 2 triệu 3 này, là Note 8 quý anh chị nhá. Dung lượng RAM con này là 6 bộ nhớ 64 GB quý anh chị ạ. Con này thì cũng là máy đốm nhá. Em để cho quý anh chị mức giá con này thì cũng hợp lý thôi, là 2 triệu 3 quý anh chị ạ. Màn đốm ở góc đây quý anh chị nhá. 2 triệu 3 và con Note 8 đốm. Hôm nay em bớt quý anh chị 50.000, cùng với đó là miễn ship. Đấy, miễn ship toàn quốc nhá. 2250 này. 2250 nhá. Giá là 2250, miễn ship toàn quốc ạ. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái để mới thanh toán. Ship không mất tiền, tặng giá cắp nhanh nha quý anh chị. Loại Note 8 này em có ốp lưng nhá. Cái gì có sẵn thì em tặng hết cho quý anh chị nhá. Những cái máy đốm này dùng rất là thoải mái quý anh chị nhá, nên cũng không có gì để mà lo lắng đâu. Đấy, rất là thoải mái. Tất nhiên là máy đốm này mình dùng cẩn thận hơn một chút, mình hạn chế mình làm va đập cũng như tì đè nhiều vào máy nhá. Đấy, thì em chia sẻ một chút như thế cho rõ ràng từ đầu quý anh chị nhá. Tiếp theo nữa là một con Note 8, con này giá 2 triệu tròn, email là 2441 RAM 6 64. Thật ra Note toàn những con máy đốm thế này thì em lên cũng rất là ngại quý anh chị ạ, nhưng mà thật ra thì video nào lên cũng có người mua hết. Lý do là tại vì hàng người bán thì cũng có những người cần thôi. Máy đốm thì giá nó tốt hơn rất là nhiều, rẻ hơn được gần một nửa quý anh chị nhá. Như con này giá 2 triệu tròn thôi. Khung viền thì cũng hơi xấu một chút này, màn hình thì cũng tương đối là đẹp, có ảm mố phân màu chút chút và có đốm ở góc này. Em đánh giá cũng khá là ok nhá. Lưng còn đẹp này, giá là 2 triệu tròn nhá. Ship COD toàn quốc. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Email là 2441. Rồi thì em xin phép giới thiệu một chiếc khác đi cho thoải mái quý anh chị nhá. Note 20 Ultra này. Con này là Note 20 Ultra bản Hàn Quốc quý anh chị nhá. Cam sau cam chính là 108 megapixel, máy móc thì mượt mà, dùng ổn định được chưa ạ. RAM con này là 12, bộ nhớ 256, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus, máy móc thì cực kỳ mượt mà, màn hình thì cũng gọi là đẹp không hồ ám gì nhá. Nhưng mà ấy, quý anh chị soi rất kỹ cho thấy này, một chút ám rất là nhẹ cột sóng ấy, quý anh chị thấy chưa ạ, rất là mờ thôi. Ở chỗ cái cột sóng này này, rất mờ, rất bé ở cột sóng thôi. Rất là bé nhá, cái này fix ám là hết. Nhưng mà em thì em để cái này luôn, em bán luôn quý anh chị ạ. Nói chung là giá em để quý anh chị cũng rất là hợp lý, là 8.880.000 đồng. Kính có sức lông mèo nhẹ nhá. Con này mà máy zin mà đẹp thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu, 10 triệu rưỡi. Đây là máy zin mà đẹp nhá. Còn máy ép kính thay thế sửa chữa rồi tầm 9 triệu rưỡi, 9 triệu 8 là có máy rồi. Nhưng con này thì giá là 8.880.000 thôi. Miễn ship toàn quốc nhá, tặng ốp lưng cho quý anh chị luôn, quý anh chị nha. Miễn ship toàn quốc. Tặng sạc cáp ốp lưng được chưa? Máy móc thì rất là khít lịt, zin đét nhé cả nhà nhá. Máy zin thì nó thật với quý anh chị là như vậy luôn quý anh chị nhá. Có sao thì báo vậy cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Những cái lưu hình rất bé như này thì mình nhìn qua video cũng khó thấy, mà mình đi mua máy cũng không để ý đến nhé. Đây, cái này lưu cái cọc pin một tí thôi. Đấy, gọi là lưu cọc pin một chút thôi. Đấy, rất là khó để nhìn thấy như nếu mà mình sử dụng bình thường, cũng như là mình đi mua máy bình thường quý anh chị nhá. Rồi thì đây là một sản phẩm không biết là còn pin không. Các bạn này thì là Samsung Galaxy A7 cả nhà nhá, giá 900.000 đồng thôi. Email là 0415, RAM 2 bộ nhớ 16. Máy móc thì dùng mượt mà, ok la hết quý anh chị nhá. Cấu hình thì ngon lành, màn hình thì cũng đẹp, không ồn ám gì nhá. Con này là màn hình Super AMOLED rồi, được cái là dùng máy rất mỏng nhá. Dùng thì thoải mái, tác vụ cho quý anh chị thoải mái dùng luôn, giá là 900.000 thôi. Email là 0415 quý anh chị nhá. Máy móc thì rất là mỏng. Mỏng gọi là mỏng bét như này quý anh chị ạ. Rất mỏng, rất ok la. Tiếp tục nữa là một con Note 9 quý anh chị nhé. Note 9 thì email là 8502. Con này giá 3 triệu tròn thôi, RAM 6 bộ 128. Email là 8502 quý anh chị nhé. Em biết là nhiều quý anh chị Tết này không về quê. Đấy, nếu mà mình cần hỗ trợ gì thì bảo anh Huy, em Huy sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý anh chị nhé. Trên phương diện là sẽ cố gắng là hỗ trợ quý anh chị tốt hơn. Như là đợt này em đang là miễn phí ship toàn quốc này, cũng như là để cho quý anh chị những sản phẩm mức giá rất là tốt quý anh chị nhé. Tại vì thật ra nhiều về quê nó rất là nhiều chi phí quý anh chị ạ. Nhiều anh chị cũng gọi là mắc kẹt một chút, tại vì năm qua kinh tế nó cũng hơi khó khăn. Đấy, đây là những sản phẩm rất là phù hợp cho quý anh chị nhá. Nhưng con này dùng rất là bền này, không phải lo gì cả này. Ngoài ra ấy thì mức giá nó cũng hợp lý là 3 triệu thôi. Email là 8502 nhá. Note 9 bút S Pen đầy đủ nhá. Vẽ viết từ xa, điều khiển từ xa ok. RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. S9 màu, Note 9 màu tím này. Con này email là 8502, RAM 6 bộ nhớ 128, máy móc thì mượt mà. Dùng thì ok, ổn định quý anh chị nhá. Giá em để cho quý anh chị là 3 triệu tròn thôi. Được chưa? Tiếp tục nữa là đến với một đôi S9 Plus thì hai con này, một con là 2580, một con là 2680. Hôm nay em giảm giá đều
cho hai quý, cho các chị quý anh chị đang xem là dạng 80.000, và cùng với đó là miễn ship toàn quốc là 2500 và 2600, miễn ship toàn quốc quý anh chị nhá, miễn ship toàn quốc cho quý anh chị được chưa ạ? Một con là email là 4998, một con email là 1186 quý anh chị nhá. Dung lượng RAM là 6/64, máy móc rất là mượt mà, màn hình 2K cộng quý anh chị nhá. Dòng S và dòng Note thì đa số là màn hình 2K cộng luôn quý anh chị ạ, chơi rất là gấu nhá. Hai con này thì con này bầm bên này này, màn hình có phân màu nhẹ nhá. Giá là 2,6 triệu, con này chỉ đố bên này thôi, màn hình đẹp không à mố. Giá con này là bao nhiêu ạ? Là 2,5 triệu. Con này thì đang dùng một sim này, con bên phải thì đang dùng hai sim hai sóng nhá. Nói chung là đa số là lên hai sim được. Đấy, con này có sẵn hai sim rồi, 2,6 triệu nhá. Con này một sim 2,5 triệu. S9 Plus nhá, cam sau rất là ngon nhá quý anh chị, đi lấy về chơi Tết, chụp ảnh các thứ rất là thoải mái luôn. Cam trước cũng rất là ok la nhá, cam trước thì selfie các thứ rất ngon, có cả biến mống mắt nữa. Quý anh chị đeo khẩu trang thì vẫn có thể dùng vân tay, dùng mống mắt bình thường. Ngoại hình còn tương đối đẹp nhá. Máy sẽ được tặng sạc cáp miễn phí cho quý anh chị và miễn phí ship series toàn quốc. Đợt này thì em hỗ trợ khách hàng rất là nhiệt tình và rất là thoải mái quý anh chị nha. Vì vậy quý anh chị đặt hàng đừng quên liên lạc em Huy, số điện thoại 0933600386. Tiếp tục là một con Note 9 2,7 triệu quý anh chị nhá. Con này 2,7 triệu thôi, RAM 6/128, email là 3073. Màn hình thì có bị ám mà có bị đốm nhỏ nhá, ngoại hình rất đẹp quý anh chị ạ. Được cái ngoại hình rất đẹp nhưng mà ngoại hình màn hình hơi tiếc, đó là nó ám khá là đều, cũng gọi là dễ nhìn, nhưng mà cũng có một cái đốm ở đây nữa cả nhá. Đấy thì để quý anh chị là 2,7 triệu thôi. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường hết quý anh chị nha. Tiếp tục thì đến với S10 này, S10 Plus thì cũng có 3 chiếc đốm quý anh chị nhá. 3 chiếc đốm thì hôm nay em xạ cho quý anh chị mức giá cũng rất là hợp lý này. Đây, 3,1 triệu, 3,1 triệu và 3,1 triệu cả nhá. 3 chiếc này hôm nay em để cho quý anh chị mức giá đồng giá là 3,1 triệu quý anh chị nhá. Đâu rồi? 3,1 triệu hết quý anh chị ạ. 3,1 triệu. Con này 3,4 triệu, không phải đâu. Đây, hai con 3,1 triệu quý anh chị nhá, cho quý anh chị 3,1 triệu hết cả nhà nhá. Máy móc thì ok la, full chức năng hết nhá. Cam sau cam chính 16.2, cảm biến 12 này. Nói chung là quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em Huy nhá. Ngoại hình thì cũng còn tương đối, có cấn móc viền. Đấy, lưng còn đẹp nhá, lưng là lưng zin còn đẹp này. Cả nhá, một con màu cam, một con màu trắng, rất là ok nhá. Giá thì hợp lý rồi, để quý anh chị đồng giá 3,1 triệu, miễn phí ship toàn quốc, ship COD, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Con này màu cam đúng ở đây nhá, màn hình đẹp không ô ám gì, giá là 3,1 triệu thôi, miễn ship toàn quốc, tặng sạc cáp cho quý anh chị. Con này thì đây, đến đây thôi. Con này thì màn hình cũng gọi là đẹp không ô ám gì, đốm bé con cam một tí, giá 3,1 triệu thôi quý anh chị nha. Để cho quý anh chị hai con đồng giá 3,1 triệu, quý anh chị lấy con nào thì lấy quý anh chị nhé. RAM 8/128, con chip thì cũng rất là mượt mà, Exynos 9820, pin 4001, màn hình 2K quý anh chị nhé, màn hình 2K rất là thoải mái cho quý anh chị sử dụng. Còn nữa một con này là con 3,4 triệu này, con này cao hơn một chút thì khách nhờ em bán thôi. Hôm nay em giảm tiếp 100.000 cho quý anh chị, còn 3,3 triệu nhé. Đấy, cho quý anh chị có máy dùng cuối năm này. Đấy, rất là thoải mái quý anh chị nha. Máy móc thì dùng mượt mà không lỗi lầm gì, RAM 8/128, email là 3165, S10 Plus quý anh chị nha. Con này được cái là màn hình nó cũng gọi là tương đối đẹp thôi, chưa đẹp 100% thì chưa. Màn hình tương đối đẹp cả nhà nhá, tương đối đẹp, có lưu hình rất nhẹ và có đốm rất bé ở đây cả nhá, thì quý anh chị thoải mái dùng được chưa ạ? Giá là 3,3 triệu thôi, email là 3165, S10 Plus quý anh chị nhá, bên em ship series toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Note 10 Plus thì đây em còn một chiếc này. Con này thì giá là 6,5 triệu cả nhá. Lưng rất đẹp này cả nhá, lưng rất đẹp. Cụm camera rất là sắc nét luôn, cam chính 16.2, cảm biến 12 megapixel, có cảm biến TF 3D. Màn hình con này cũng tương đối đẹp nhá. Thật ra ấy, nếu mà quý anh chị thật là kỹ tính như em thì sẽ soi thấy là màn hình nó có phân màu siêu nhẹ thôi, cực kỳ nhẹ thôi. Đấy, nhưng mà quý anh chị mà đi mua bình thường thì không check ra được. Thì cứ cho là màn đẹp cũng được nhá, mình mà tính kỹ bình thường thì màn đẹp cũng được. Con này giá 6,5 triệu quý anh chị nhá, 6,5 triệu thôi. Tặng sạc cáp nhanh, miễn ship toàn quốc quý anh chị nhá, giá 6,5 triệu thôi, một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Bullet pen thì có điều khiển từ xa luôn quý anh chị nhá, bullet pen có điều khiển từ xa đầy đủ luôn quý anh chị nhá. Quý anh chị mà lấy bullet pen không điều khiển từ xa thì sẽ giảm được cũng là khoảng vài trăm nghìn đấy. Đấy thì quý anh chị lưu ý giúp em nhá. Nên là quý anh chị hãy đặt hàng ngay đi, em báo rất là chuẩn tình trạng máy cũng như là giá cả nhé, giá 6,5 triệu. Note 10 Plus có một con thôi quý anh chị nhá. Note 10 Plus đây còn một con nữa này, con này thì giá nó là 6,8 triệu này, màu đen, lưng còn đẹp quý anh chị nhá, lưng còn rất đẹp này, kính cũng còn đẹp nhá, màn hình đẹp không ồ ám, không phân màu gì, được chưa ạ? Màu đen đây, máy màn đẹp không ồ ám gì ạ, khung viền cũng còn tương đối nhá, cạnh trên cạnh dưới thì bên dưới có sức cộng sạc một chút thôi, còn tổng quan còn tương đối đẹp quý anh chị ạ. Đây, Note 10 Plus quý anh chị nhá. Ngoài ra thì bên em còn Note 20 này, con Note 20 này thì giá bao nhiêu, 5,5 triệu thôi. Con này thì màu đen quý anh chị nhá, lưng thì cũng hơi gọi là hơi cấn xước tương đối, khung viền cũng có cấn nhá, màn hình thì cũng có tương đối đẹp thôi, chứ cũng không đẹp 100% được. Màn hình tương đối là đẹp thôi. Con này em để quý anh chị giá 5,5 triệu nhá.
chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus, RAM 8, bộ nhớ 256, máy móc lưu trữ thoải mái này. Bản hàng có hỗ trợ 5G, một SIM một sóng quý anh chị nha. S20, Note 20 5G quý anh chị nhé. Tặng sạc cáp miễn ship toàn quốc. Giá thì cắt máu luôn quý anh chị ạ. Tiếp tục nữa là con S20 FE, con này thì cấu hình nó cũng ngon, RAM 6, bộ nhớ 128, con chip Qualcomm Snapdragon 865. Thì rất là mượt mà quý anh chị nhé, màn hình 120Hz luôn, tần số quét cao. Khung viền tổng quan còn tương đối đẹp nhé, hôm nay em bớt cho quý anh chị 100.000. 5,2 triệu đấy, miễn ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán, tặng sạc cáp nhanh cho quý anh chị 5,2 triệu nhé. Còn là máy zin đét này được chưa, máy zin đét không có gì để phàn nàn đâu quý anh chị nhé. Nói chung là mọi chức năng ok, hoạt động bình thường hết, vân tay nhạy, màn hình cũng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, tần số quét màn hình cao lên đến 120Hz quý anh chị nhé. Rồi máy móc thì thoải mái cho quý anh chị sử dụng được chưa, để cho quý anh chị mức giá cũng hợp lý là 5,2 triệu thôi, thì cũng là một cái mức giá rất tốt quý anh chị nhé. Và ship COD toàn quốc, nhận hàng kiểm hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Ngoài ra em còn có những sản phẩm Note 9 cũng như nhiều dòng sản phẩm khác, quý anh chị xem có thể là bấm follow, bấm like xem Huy để động viên em Huy ra thêm nhiều video nữa quý anh chị nhé. Em cảm ơn quý anh chị nhiều, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye, nhớ bấm like follow cho em nhé. Chúc quý anh chị năm mới bình an.